Hello, xin chào các bạn nha. Xin chào cả nhà mình. Hôm nay là đám giỗ của ngoại mình nha cả nhà. Và cũng là sẵn đó thì làm tiệc chung luôn để tiễn mẹ về bên Mỹ trở lại nha cả nhà. Đây là quang cảnh của gia đình mình ở nhà mình luôn, đãi ở trên lầu ha. Nhà mình ở dưới Bến Lức Long An ha cả nhà. Hello em. Chào con. Dạ xin chào ạ. Dạ. Đây thì mình có thuê cái bên thợ ở Cần Đước nấu á các bạn. Thì đội thợ này nấu rất là ngon ha. Người ta nấu xong rồi người ta đem tới nhà mình luôn. Tại vì nhà mình nó có cái khu vườn cũng rộng lắm cả nhà. Thành ra bài trí là cái rất là gọn. Còn trước mặt chúng ta đó là cầu Bến Lức đó cả nhà. Còn sát bên nhà mình đây là khu du lịch ha. Nhà mình thì cặp với lại khu du lịch luôn. Đây là cái con đường mà đi xuống dưới cái chân cầu Bến Lức. Thì đây là kỷ niệm tuổi thơ của mình lúc nhỏ ha. Hồi xưa là mình tập chạy xe Honda hay là mình tập lái xe hơi gì là mình chạy trên cái con đường này cả nhà. Mình tập chạy ở trong đây vắng vẻ an toàn lắm. Ra không có nguy hiểm, đâu có xe gì đâu. Mình chạy cái con đường cái lên dưới chân cầu ra không có nguy hiểm cả nhà. Mình tập chạy xe Honda mà các bạn biết không, hồi xưa mình chạy xe Honda mình tập đầu tiên lúc đó mình mới học lớp 6 thôi. Mà ba mình có chiếc xe 67 mà tập cho mình chạy xe 67 ghê không cả nhà. Vậy mình chạy phà luôn á cả nhà. Còn ở đây là bánh ít nè. Bánh ít để một hồi mình gửi làm quà cho khách, bánh ít rồi nước ngọt này kia. Mình đặt thợ làm ở dưới quê người ta làm ngon lắm cả nhà ơi, làm chất lượng mà ngon lắm. Giờ mình sẽ quay từng gương mặt kỷ niệm lại nha. Đây là chồng của cô Sáu mình, đại dưỡng Sáu Chanh, chồng cô Sáu mình. Đại dưỡng hồi xưa là giám đốc của bệnh viện An Bình đó cả nhà. Còn kia là chú Tư của mình, hồi xưa là chú của mình là bí thư của phường 15 quận 8, chú ruột của mình. Chắc ngồi tới không? Cái bên là bố của mình cả nhà ha. Thôi mời đi. Đây là bé Dương là vợ của đứa em trai mình ha. Đây là em dâu của mình ha cả nhà. Là chú thứ bảy của mình. Rồi. Đây là Ghế nữa được phân cửa hả? Ngồi đây với lại kèm. Ngồi đây với kèm cái đùi này kế bên là ngồi được rồi, yên tâm. Được, yên tâm, cô yên tâm. Đây là cô thứ 10 của mình ha, cô nghe ha. Cô ruột của mình, cô là họa sĩ đó nha. Còn bế lên kế bên là chú Út của mình. Kế bên là chú Út của mình. Chú Út của mình cũng là bác sĩ ha, bác sĩ bên khoa ngoại. Còn kế bên là cô Sáu của mình. Cô Sáu của mình thì cũng bên ngành y luôn cả nhà. Cô hồi xưa là y tá, cũng phụ bên mổ xẻ ha. Phụ chồng mổ xẻ. Ở bàn cũng được luôn hả? Có nhớ. Rồi bây giờ mình qua tới bàn bên đây. Bàn bên đây là mấy cháu của mình rồi mấy em của mình ha. Con cháu trong gia đình. Thì anh Hai Đô sẽ đứng ra đại diện ấy cho các em. Đó.
Mình quay từ gương mặt của các bé ha. Quay từng bé luôn đó cả nhà. Đó, tàu Huy qua cái ghế nước ngọt ha. Đó. Đó, cậu qua tiếp tế nước ngọt cho các cháu. Ơ, ngại nhau vậy? Thôi, đây là cái dĩa đi. Đây là em gái của mình ha, em gái út của mình. Đây Yến nha. Rồi bây giờ thì mình qua tới bên đây nha. Nói tập thú nói lợi á. Nói vậy nói gì nói bên nói là hay nói chị nhiều mà em biết. Còn lúc làm khám lúc cúm làm khám bệnh anh làm khám. Thì thường làm bệnh là thường là đây là cậu mợ tám của mình ha cả nhà. Đây là gì? Con quay con bỏ lên trên kênh YouTube á. Để cái gì mình lên kênh YouTube gõ chữ Phạm Thị Ngọc Cẩm là mình sẽ coi được. Là mình sẽ coi con quay nãy giờ. Dạ. Vô gõ chữ vô YouTube gõ Phạm Thị Ngọc Cẩm. Là mọi người sẽ thấy được cái clip này. Dạ. Nhớ đăng ký kênh. Like subscribe. Dạ dạ là những cái hoạt động của gia đình đồ này kia nọ là nằm trên đó hết á. Dạ cảnh là cảnh thứ ba dạ. 10 năm hơn 10 năm mình mới quay lại lái. Dạ hơn 10 năm rồi chồng con đi. Dạ quay tiếp nào bên đây hay cả nhà. Rồi đây là dì Năm Nguyệt ha. Dì Năm Nguyệt hồi trước là dì là giám đốc bệnh viện Bến Lức ha cả nhà. Đây là cậu mình, cậu Nam cả nhà. Còn đây là mợ sáu của mình. Dạ. Dạ. Không có con đang quay đó gì. Dì có coi đó gì gọi về nhà gõ kênh YouTube Phạm Thị Ngọc Cẩm là dì sẽ thấy cái clip của con. Con đăng lên trên mạng á. Dạ. Về là con cái máy thế này phải không? Về là vô kênh YouTube. Dạ là xong rồi gõ chữ Phạm Thị Ngọc Cẩm. Là nó sẽ hiện lên cái trang của con là thấy cái clip này. Là thấy sao? Dạ giờ thấy sao tôi nói đó nha. Dạ. Gửi là như là tất cả mọi người trên thế giới đều coi được hết luôn. Dạ. Con có một cái kênh YouTube tới 17.000 mấy gần 18.000 người đăng ký rồi. Dạ đông lắm. Các nước trên thế giới đăng ký con nhiều lắm. Đây là dạ đây là con dâu cả của mợ Tư Miên ha cả nhà. Mợ Tư là mình biết mợ Tư mà bữa nay là mình mới biết được con dâu cả của mợ Tư. Cũng nhờ những cái tiệc như thế này nè cả nhà ra mình mới gặp mặt được, mình biết được bà con chứ không thôi là mình cũng không có biết được hết đâu. Đi ngoài đường nhiều khi gặp nhau cũng không biết luôn nữa. Nhờ những cái tiệc như thế này mình nhìn mình mới biết được. Còn đây là chị Liến ha. Chị Liến là con của cậu hai. Thì chị với mình là có rất là nhiều kỷ niệm về tuổi thơ ha. Có cảnh em mát về mở làm sao lên là cái giúp của em làm em giờ này có ai điện thoại ai đây ra giờ chị tóc này ra đi chị có xài 3G 4G không chị lên kênh YouTube YouTube nè.
nè ha, giờ chị gõ chữ Phạm Thị Ngọc Cẩm, gõ giúp em chữ Phạm Thị Ngọc Cẩm, em đang cầm máy á, gõ chữ Phạm Thị Ngọc Cẩm, đây, vô đây nè ha. Cái vậy luôn nè Phạm mà mười lúc mà dạ cái thế mình nên dập kia Phạm cái đúng là hả không có Phạm nè Thị nè cái con là cái nhớ cái nè đó Ngọc nè dạ cái bộ đi đó Cẩm nè đó vô Phạm Thị Ngọc Cẩm nè không có dấu Cẩm khỏi cần dấu luôn cũng hiện lên nữa nè Phạm Thị Ngọc Cẩm em nè đó chị đăng ký vô đây cái nè đó đã đăng ký rồi đó ha đăng ký luôn á rồi em đăng ký chị luôn rồi đó đó nè vô kênh của em nè đó là kênh của em dạy trên đây nè đây đó như em mới đăng hôm qua nè ngồi nữa em sẽ đăng lên là chị sẽ thấy được thấy không ví dụ chị đúng rồi chị mở lên là chị sẽ coi được ha đó thì đây nè để em vô cái chuông nè em thông báo nè khi mà em đăng lên là chị sẽ có cái thông báo của em kiểu vậy đó ha đó giống như là gia đình em đi ăn hay đi uống hay là sinh hoạt hay là gì là nó đều nằm trong đây nè chị like chị bấm vô đây chị like nè chỉ dù chị coi á ha rồi còn chị muốn coi mà em dạy á là chị lướt lên đây nè em dạy nhiều lắm đây nè em dạy học trò nè đó con trai em nó làm cho người ta nè đó đây nè đó những cái hoạt động là bữa hổm là làm tiệc có gì bảy đâu nè bữa làm tiệc ở đây nè đó chị vô đây là chị gõ là có nè con trai em nè Ronaldo đó nó làm cho khách nè nó phun xăm cho khách đó vậy không đó thì chị mình vô trong đó mình coi rồi thằng bé mặc áo tím á ngồi bên đó 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 thằng đó 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 là con em là thằng đó nó làm á nhỏ hả nhỏ đó làm phun xăm cho khách đó ôi nó còn nhỏ hay nó hay vậy dạ mấy tuổi Ronaldo Ronaldo đứng lên chào cô phải không đó đứng lên đó nói với chị chào cô khoanh tay chào cô dạ dạ quay lại lưu lại kỷ niệm lưu lại hết để sau này nhìn lại phải không cái trời ơi giai đoạn đó mình dày cho mình trẻ như vậy ta đúng không sao sao mình trẻ dữ vậy không biết thôi ơi đừng quay cậu ơi dạ vậy chứ mốt ở đây mốt mới coi lên kênh YouTube coi nó sao nó không quay tôi nhiều nhiều quay tháo quá à, trời nó cậu út đẹp trai quá mà cậu nó đẹp mà sao nó quay tháo quá nó quay lâu nó địa tôi lâu một tí quay quá người ta khóc chết à nó chào chứ cậu cháu mà lâu quá không gặp cũng đâu biết đâu dạ đúng rồi đừng không nếu mà ra đường con không nhớ thiệt đó tại vì làm đám mới biết dạ thật sự là con cái trong đầu con nhớ cái hình ảnh mà lúc con gặp cậu ở trên ngoại 10 á con nhớ cái hình ảnh mà cái cậu lúc đó cậu làm gì thịt chuột gì cho con ăn á đó con nhớ cái hình ảnh đó thôi còn trong đầu con là nhớ lúc đó chứ con nhớ hình ảnh này là con nhìn thấy đúng là ra đường con không nhìn ra được đó cậu chờ đám cái mình nhắc qua nhắc lại dạ đúng rồi chứ con nhìn không ra thật sự luôn nhờ đám á nhờ đám tiền này kia nọ nè cái đấy cậu ơi đây là con trai út của con nè đó con trai út của con chào ông đi con hả dạ dạ thằng nhỏ thằng út á gì sao vì sao nhà đây nè đô bên nhà đây nè à dạ đây là dì Thu hả cả nhà thường hay giúp đỡ mình trong công việc làm ăn lắm những lúc mà mình khó khăn vậy là mình hay tới mình tìm gì chị Thu ơi giúp con với đó đây là dì của mình hả cả nhà ha ở đây là dì Năm của mình ha lớn đẹp trai quá trời đây là thím Tư của mình vợ của chú Tư con của chú Chín á con mày lớn đẹp á nãy nó gặp tao dạ tại nó giống con á gì luôn à đúng rồi giống con nữa nó đẹp mình nói thôi chứ cả nhà đừng xỉu nha ở ngoài mình xấu quá
người ta mình nói vậy á, mình tự ăn ủi á. Em chứ ăn quá nó còn làm đẹp ra không sao. Không có đâu. Con hồng con đỏ là nãy giờ tôi bị huyết áp. Chứ phải con không hào đâu. Đi quậy miếng cho đi con vô. Con uống thuốc rồi, Con đã bị huyết áp, lên nó đỏ lên máu á. Qua học máy á. Dạ thôi con ăn đâu, con đang mệt, con không biết ăn gì. Uống gì không? Trời ơi sao vậy? Bà mua kia bánh chạy cắt tầm một xíu mà tự nhiên bắt cắn. Trời ơi té cái tay chạy vậy hả? Trời ơi là trời. Thiệt tình. Thiếp ăn đi thiếp, con không ăn. À con đang mệt con không ăn, con đi vòng vòng con quay kỷ niệm. Dạ dạ dạ. Dạ dạ. Quay thì tự nhiên con muốn quay lưu lại hết luôn để sau này coi lại giai đoạn đó sao đúng rồi. Rồi với lại ai còn ai không còn thì có kỷ niệm lưu lại hết những cái gương mặt thân yêu phải không, phải lưu lại hết. Đúng rồi, đây là con của dì Thu mình ha cả nhà. Sang đó nè, bé Sang ha. Bé Sang không đang quay gì đó. Đây không có lên đó con, xuống đây con đừng leo đó nguy hiểm, xuống đi. Trời, nãy giờ là mình quay tất cả những cái hoạt động của gia đình mình, của bà con dòng họ nhà mình hai bên nội ngoại cả nhà ha. Thật sự là chưa có đông đủ hết đâu, nhưng mà cũng nói chung là ghi lại những cái kỷ niệm đẹp bên nhau hết cả nhà, vui vầy bên nhau. Mình lưu lại những cái hình ảnh đẹp hết cả nhà ha. Rồi, thôi, mình bye bye, xin chào tất cả các bạn nha. Hẹn gặp lại các bạn ở những video sau nha. Rồi, bây giờ là mình chào hết các bạn ha. Đây là cảnh quay phía sau vườn. Sau vườn. Cảnh quay ở sân vườn nhà mình hết cả nhà. Rồi bye bye, chào tạm biệt các bạn nha. Bye bye mấy con ơi, bye bye đi, bye bye đi. Bye bye. Bye bye.